chào mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người lô phôi mai vàng nha. Để khá đẹp nha anh em. Cây này là mã số V ha, này V. V1. Đế của nó ha. Đế chà bá luôn anh em ơi. Hoành nó là 21. 21 hoành. Chiều cao là 50. Đường kính đầu là 36. V1 đẹp giao lưu với mọi người 900 ngàn nha, 3 ship đồng quốc. Rồi V1 900 ngàn. V2. Mấy cây này sống khỏe thần chậu là anh em về muốn ghép vô cũng được anh em ơi. Mấy nhánh nó muốn ghép ghép để chơi ghiên cũng được nữa. À. À, mình để cho nó đâm chậu mạnh đi mình thả ghép ha. Rồi mình 17. Chiều cao 75. Đường kính bầu 36. Mã V2. Toàn quốc. Rồi với 2650 ngàn thôi anh em ơi. V3. V3. Đây này V3 nha. Hoành nó 17. Chiều cao là 37. Đường kính bầu 31. V3 này em giao lưu với mọi người 400 ngàn. Em 3 ship toàn quốc. V4. Này cũng đế nữa nha. Hoành nó 17 luôn. Chiều cao nó 37. Đường kính bầu 27. V4 em giao lưu với mọi người 450 ngàn. Em 3 ship. Tiếp theo V5. Thì để thú luôn em ơi. Ghép gì mình cái này dễ chơi hết mọi người. Hoành nó 19. Chiều cao 45. Đường kính bầu là 29. Rồi V5 giao lưu với mọi người 500 ngàn. Em 3 ship toàn quốc. V6. V7. Cái này đi phụ đất quá trời. V7. Hoành 15. Chiều cao 56. Đường kính bầu 31. V7 em giao lưu với mọi người 350 ngàn. Em bao ship. Tiếp theo là mã V8. Hoành nó 15. Cao 1 m. Đường kính bầu 28. Rồi V10 giao lưu với mọi người 250 ngàn. 3 ship toàn quốc. V11. Cái này có tài liệu ha. V11. Hoành nó 19. Chiều cao nó là 1 m 2. Đường kính bầu 32. V11 giao lưu với mọi người 500 ngàn.
nhiều, đâm chồi rất là mạnh. Đâm chồi hết trơn nè. Cây này cũng đâm chồi rất mạnh nha anh em. Chung cây này bị nói anh em biết luôn, bị bơm mới về luôn anh em ơi. Nhưng mà vẫn đâm chồi kéo sẹo ầm ầm chứ. Cây này dễ sống anh em, mai vàng mà. Anh em thấy không? Đâm chồi ào ào luôn. Cây rất là mạnh ha. Này bán rẻ cho anh em chơi luôn. Hoành 22. Anh em thấy nó kéo sẹo nè, nó bít luôn. Chiều cao là 65. Đường kính bầu là 33. V16 giao lưu với mọi người chỉ 900.000 thôi, bao ship toàn quốc. Rồi, V17. Một cây cuối cùng. À, cây này nó cũng nhú chồi đâm chồi nha. Đó nè, nhú chồi đâm chồi trơn. Nè, này nó có bị sẹo như này nha mọi người. Hoành 23. Cao 62. Đường kính bầu 30. V17 giao lưu với mọi người 700.000, em bao ship toàn quốc. Rồi, đây cũng là cây cuối cùng nha anh em. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem, rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Số điện thoại là 0788 753 876. Rồi, xin chào anh em ha. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha.